lão kia lại xuất hiện. Ôi, 危ないから線路の上歩いちゃダメだよ。おーい、危ないから線路の上歩いちゃダメだよ。Ông ta vẫn chạy như điên đuổi theo cả bọn, nhưng khác một chỗ là lần này người tự dưng chạy sổ ra là Sota. Haruna trong cái khó ló cái khôn giơ chân lên đá Sota về phía ông lão. Ico. Đó Haruna đã trở thành người dẫn đường của cả bọn. Cô đưa theo mọi người tiếp tục đi về phía trước, nhưng kỳ lạ là lúc họ đi qua đường hầm lại chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Cơ mà người đàn ông lái xe trong cài đặt vẫn xuất hiện. Haruna biết sau đó người đàn ông sẽ biển đổi nên đã hỏi mọi người ở đó có ai biết lái xe không. Hành động này của Haruna đã khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đó mặt đần thối ra. Cuối cùng họ vẫn cướp xe của người đàn ông đi và lái về phía cánh cửa thần kỳ. Bỗng dưng người đàn ông lại xuất hiện trước đầu xe. Đúng là con rán đập mãi không chết. Sau khi bị đâm ngã thì anh ta lại đứng dậy. Đúng lúc này thì xe lại bị hỏng. Cả bọn vội vàng xuống xe bỏ chạy bạt mạng. Chỉ để lại một mình Takashi mãi mà không tháo được dây an toàn ra. Tiếng la hét tự dưng vang lên đã tuyên bố cái chết của Takashi. Cả bọn chạy từ ban ngày cho tới tối mịt mà vẫn không tìm thấy cánh cửa thần kỳ. Nhưng lại tìm được một căn nhà. Họ định vào trong để nhờ giúp đỡ nhưng bên trong lại chẳng có ma nào cả. Bỗng dưng Daisuke lại gặp phải Sota. Miki thấy vậy liền chạy lên giúp đỡ. Không ngờ lại vẫn chẳng thoát khỏi được số phận. Cuối cùng chỉ còn lại hai người là may mắn sống sót. Họ bị quái vật đuổi theo. Bỗng dưng một luồng sáng trước mắt đã thu hút sự chú ý của Haruna. Là cánh cửa thần kỳ. Theo như lời kể của Zanko thì bước qua cánh cửa thần kỳ không thể nào quay trở về thế giới thực được. Vì thế Haruna liền khống chế con quái vật để cho Asuka đi trước. Cuối cùng Asuka đã bước qua cánh cửa, nhưng kỳ lạ là cánh cửa không hề nổ tung. Haruna thấy có gì đó không đúng lắm nên vội vàng chạy về phía cánh cửa. Vừa chạy tới nơi thì cánh cửa đã biến mất. Lúc này cô mới nhận ra rằng Zanko đã lừa mình. Cô sẽ mãi mãi trở thành NPC trong dị thế giới. Mãi mãi bị mắc kẹt trong vòng lặp vô hạn này. Mặt khác Asuka đã thành công quay về thế giới thực. Zanko đã đợi cô ở đó từ lâu. Thì ra tất cả những chuyện này đều là kế hoạch của Zanko. Lúc trước ở trong dị thế giới cô là người đã bước qua cánh cửa thần kỳ trước. Vì muốn cứu Asuka ra nên cô đã lừa Haruna đó là một cánh cửa chết chóc. Ở phần đầu câu chuyện Haruna đã phát hiện ra thông tin của những người bị mất tích ở trong nhà của Zanko. Chắc có lẽ đó chính là những người mà Zanko đã dụ đi tới dị thế giới để cứu Asuka ra. Chỉ là họ vẫn chưa thành công. Còn mấy cô học sinh ở trong nhà của Zanko kia chắc có lẽ cũng được Zanko lợi dụng thủ đoạn lừa người khác đi tới dị thế giới để cứu ra. Tại sao lại cứ phải cứu họ mà không phải là những người khác chứ? Bởi vì từ đồng phục trên người họ có thể nhìn ra được họ đều là học sinh trong trường của Zanko. Bộ phim đến đây là kết thúc. Nếu yêu thích thì đừng quên ấn like và theo dõi Tết nhé. Hẹn gặp lại ở video sau nhé. Bye bye.